Rồi, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả quý các cô chú anh chị đang theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Trước mặt mọi người đây là chị Hồng Bí Ngô, người mà mọi người hay gọi là chị Đại. Và hôm nay thì rất là vui khi mà được cùng chị Hồng đến tham dự một cái cuộc trò chuyện ở nhà chị Nhiên. Đây là một hoàn cảnh mà có thể là cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết trên mạng xã hội rồi. Tuy nhiên là câu chuyện nó như thế nào thì ngay bây giờ xin mời chị Hồng bắt đầu cùng trò chuyện với chị Nhiên. Trước tiên thì xin chào các cô dì chú bác, những người đang sinh sống ở nước ngoài cũng nhờ Việt Nam một ngày mới luôn luôn vui vẻ. Và qua cái câu chuyện của em Nhiên thì chắc là mọi người cũng đã theo dõi em một thời gian cùng với kênh của các anh em rồi đúng không ạ? Thì hôm nay chị có đi vào trong Kiên Giang, đó là cái công việc là chị đi cùng với em Giao. Chắc là không biết là em Giao ở trên không gian mạng đợt vừa rồi cũng rất là có một cái nó không tốt đẹp về cái gia đình của nhà chồng. Thì không biết là Nhiên em có theo dõi không? Dạ em có theo dõi. Em có theo dõi đúng không? Dạ. Thế thì hôm nay chị vào đến đây thì khi mà biết được cái việc chị đi thì chị cũng muốn rằng là cho Nhiên và Giao có một cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Đó chính là gì? Đồng cảnh ngộ cùng là một người phụ nữ với nhau. Thì chắc hẳn rằng là khi các em gặp nhau thì nó sẽ có cái sự cảm thông và có những cái mà như kiểu như là giấu kín trong lòng có thể không chia sẻ được. Nhưng khi gặp cái người mà cùng cảnh ngộ với mình nhưng mà mỗi người thì lại có một cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng chung quy lại nó cũng là một cái cuộc hôn nhân của một gia đình. Đó thì chị có một mời Giao đi cùng thì bây giờ chị sẽ giao vào đây với chị em. Yeah. Em bỏ túi vào đây, ngồi vào đây với chị. Đây là một cái cuộc gặp khá bất ngờ khi mà bản thân Giao cũng muốn đến để lắng nghe những cái tâm tư tình cảm và chia sẻ cái cuộc sống của chị Nhiên cùng với mọi người. Bây giờ thì có lẽ là xin phép được bắt đầu ngay cái câu hỏi. Thì có lẽ là chị Hồng cũng đã chuẩn bị câu hỏi đối với chị Nhiên rồi. Và hy vọng là mọi người cứ tự nhiên theo... Hôm nay thế em Giao, đây là Nhiên thì không biết là Giao có... Em có từng... Em có xem ở trên mạng việc cái sự việc của chị Nhiên không em? Dạ em có chị, mấy hôm nay cũng có xem trên mạng á về việc của em Nhiên á. Nên là em cũng cảm thấy thương, em cũng đồng cảm, nhưng cũng là phụ nữ mà chị. Cũng như có gia đình, cũng như có con. Nhưng mà mỗi người, mỗi một hoàn cảnh và mỗi một người là một gia đình khác nhau. Nên là em thấy em cũng thương lắm. Dạ nên là hôm nay là có chị Hồng Bí Ngô với lại có tất cả các anh em YouTube ở đây. Thế nên là chị cũng xuống đây nói chuyện thăm em, thế là thăm gia đình cũng là thăm em. Và nói chung là chị cũng mong em mình hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Phía sau mình còn rất nhiều thứ tốt đẹp và còn các con mình nữa. Nên là em phải cố gắng. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Hôm nay chị xuống đây chị nhìn thấy hai người phụ nữ như này, thật ra là ai nhìn chị nghĩ là chị mạnh mẽ, nhưng mà thật ra chị cũng như các em thôi. Chị cũng như các em, cũng có vui, buồn, cũng biết vui và biết buồn. Nhưng mà nhìn hai em thật sự là nó rất là thương cực kỳ. Và chị mong rằng mỗi em có một cái con đường đi riêng, nhưng mà chị nghĩ rằng con đường các em đang lựa chọn là cực kỳ đúng đắn. Và có một câu nói của mọi người từ xưa đến giờ vẫn nói rồi: tàn nhưng không phế. Chị vẫn nói ở trên đó là tàn nhưng không phế. Em cố gắng. Và chị cũng mong rằng là gia đình và mọi người sẽ hiểu được rằng em hiện nay là thực sự luôn là tận mắt chị nhìn thấy em như thế này. Nó rất là buồn, là rất là cảm xúc nha mọi người. Ngồi như thế này, cảm xúc rất là rồi, khó tả. Thực ra đấy, mọi người nếu mà chưa vào cái hoàn cảnh như này mọi người không hiểu được. Vì một thời gian năm 2005 là chị gái chị cũng bị tai nạn. Thế nhưng mà chị ý may mắn hơn là sau đó được bác sĩ điều trị và đôi chân đã được đi lại được. Và nhìn em Nhiên bây giờ đây, mọi người nhìn này, dây này. Bây giờ cuộc đời sẽ gắn liền với như thế này. Thì thực ra là
cái cuộc sống họ nói là em ấy nghị lực, cực kỳ nghị lực, em ấy quá nghị lực luôn ấy. Mà trong khi đó chỉ có một cái sự đau đáu, đó chính là con để có một cái nghị lực, đó là cái tình mẫu tử phải nói là nó cực kỳ thiêng liêng. Thì cái đó là một cái mong ước của em ấy, nó quá là nhỏ nhoi. Thì cũng qua đây trên cộng đồng mạng, chắc là mọi người cũng thương em Nhiên, thì cũng chia sẻ rộng rãi để cho gia đình của nhà chồng em Nhiên. Thôi thì trước thế nào thì không biết, nhưng bây giờ nó là tình người. Hãy nhìn em Nhiên đây này, hãy nhìn em ý, em ấy đang ngồi ở đây, và hãy nhìn lại người phụ nữ ở bên kia cũng một qua một cái giai đoạn 3 năm gặp phải, cũng coi như là một cái gia đình chồng và một người chồng không thương mình, không yêu mình. Mà đây, mọi người nhìn đi, một khuôn mặt, nhưng cái khuôn mặt này thì có thể che đậy được, có thể đeo cái khẩu trang vào và có thể che đậy đi được, nhưng còn đối với em Nhiên không có cái gì che đậy được hết. Mà bất kể một ai nhìn cái em ấy sẽ trực tiếp nhìn vào thì sẽ nhìn thấy cái xe lăn của em ấy ngồi. Thì em mong rằng là kể cả gia đình của nhà chồng nhà em Nhiên thì hãy nên 9 bỏ làm 10 để cho mẹ con được đoàn viên và đoàn tụ. Đấy là những ý nguyện và cái mong muốn của bản thân cá nhân em đó, là một người phụ nữ đó. Thì hôm nay em giao đến đây thì chị cũng nhìn thấy đấy, em thấy hai người phụ nữ thôi, thì chung lại là em cố gắng lên để nghị lực cho em. Bây giờ qua cái giai đoạn của em khó khăn về kinh tế rồi, đúng không? Bây giờ em cố gắng để kiếm tiền. Đấy, làm để kiếm tiền, buôn bán đó, để có một cái cuộc sống. Rồi sau này em còn phải nghĩ đến là con em nó còn phải đi lấy vợ nữa chứ, đúng không? Em phải cố gắng phấn đấu đến cái lúc mà con mình nó có gia đình đầy đủ thì em mới hết trách nhiệm đấy. Chị nghĩ là như vậy. Ok. Còn không ai có thể bằng mẹ mình đâu. Rất là tuyệt. Không ai bằng mẹ lo cho con. Kể cả là ông bà có thương cháu, có thương đến mấy thì thương, nhưng không thể nào bằng cái tình mà cái người mẹ để mà dành, đúng không? Cũng như em giao trong một cái giai đoạn em mới phải nén lại tất cả để coi như là ra tận đến Hải Dương thôi, đó, để đón được đứa con về. Thế thì chị cũng mong rằng là em cũng sẽ làm được cái điều đó. Thế thôi thì nếu như cũng không đón được con về ngay thì cũng có thể là một năm đôi ba lần để mình gặp con, thì cuộc sống của em nó sẽ tươi đẹp hơn. Chị nghĩ rằng vì lúc đó mới là nó là chính là cái động lực của em, đúng không? Rồi vừa rồi mọi người cũng đã thấy một cái cảm xúc. Nói chung là chúng tôi làm những cái chương trình này thì cũng có nhiều rồi, nhưng mỗi một nơi thì lại để lại một cái cảm xúc khác nhau. Rất cảm ơn chị Hồng về những cái sự chia sẻ đó đối với chị Nhiên, và cũng hy vọng là chị Nhiên sẽ cố gắng. Nhưng mà chúng ta thực ra thì trên mạng xã hội bây giờ thì có rất nhiều thứ, và bản thân chị Nhiên bây giờ còn đang có những cái tâm sự mà rất muốn nói, khó chia sẻ. Nhưng có lẽ là câu hỏi đầu tiên đối với chị Nhiên là chị có thể kể lại cái quá trình cũng như cái giai đoạn nó diễn ra cái câu chuyện đến ngày hôm nay vắn tắt một cách rõ ràng được không? 2017 thì đến 2019-2010 thì em về làm dâu. Thì em có hai cậu con trai là một đứa thì hiện tại đã 14 tuổi rồi. Dạ. Một đứa thì hiện tại bây giờ đã 9 tuổi. Vâng. Đến em làm dâu được 8 năm. 8 năm. Dạ. Đi đại đi chị, đi đại. 2017 thì trên đường đi về, em đi bán về thì em ngủ gục, thì em bị tai nạn. Chính thức là chị bị ngủ gật. Em trên đường đi bán về. Đi bán dạ. Bán sầu riêng hay dạ. Hoa quả gì dạ, phải không? Đi bỏ ra bên ngoài đồng xôi. Rồi chị tiếp tục. Rồi em bị tai nạn. Thì khi ra tai nạn rồi em mới bị lên Chợ Rẫy. Chợ Rẫy thì nói chung là trong thời gian đó thì ba mẹ ruột với lại anh chị, còn chồng em thì cứ lên và xuống.
Trong cái thời gian đó thì gia đình chồng nhà chị là đi lên xuống, đi lên xuống là chăm chị hay đi lên xuống như thế nào, chị có thể nói rõ được không? Như là em làm dâu đó 8 năm dạ. Thì hai chồng không có gì hết dạ. Là làm chung luôn dạ. Là làm không có làm riêng, không có làm riêng đồng bạc nào cả dạ. Nhưng có 2016 thì bà giao giao như bao nhiêu cây cao su đó, với lại chưa được 1.000 cây cao su dạ. Đó là mày phải chi tiêu tiền cơm gạo áo tiền luôn. Tức là gia đình chồng, bố mẹ chồng giao cho vợ chồng chị cái đó, rồi giao luôn cho vợ chồng chị là lo toàn cuộc sống. Bà khỏi chi ra. Rồi. Bà khỏi chi ra. Thì thành thử ra em đâu không có, đâu có bệnh hoạn là không có để chi. Dạ. Đó là chồng em lo. Dạ. Lên là chỉ đưa tiền rồi ảnh vô tự đóng viện phí. Rồi xong rồi ảnh về. Chứ ảnh không có chăm em. Chị cảm thấy chồng chị lúc đó cái tình cảm của chồng chị cũng như là bố mẹ chồng chị như thế nào đối với chị? Có lạnh nhạt hay có cảm xúc như thế nào chị cứ nói. Đến khi về, đến khi tại vì lúc đó em nằm bệnh viện rồi. Dạ. Đến mà khi mà về nhớ con quá thì tên con nó tên người em đã có bị hai vết loét rồi. Bị loét ở mông rồi phải không? Hay loét ở đùi? Là bữa hai cái hình em đưa. Dạ. Là hai cái xương đùi này nó ăn luôn. Là lúc đó ống mà ngoài ngoài nó bị xíu thôi. Ngoài là nó có tí xíu thôi. Dạ. Dạ. Ở ngoài là một xíu thôi nhưng mà thậm chất ra nó ăn vô sâu trong rồi rồi. Thì em có về làm lúc đó là em mổ xong rồi. Dạ. Lúc đó em mổ tới 3 lần mới thành công cái cột sống. Cái cột sống. Là lúc ở thời điểm mổ hai là lần thứ nhất là bị nhiễm trùng. Dạ. Lần thứ hai em mới đưa qua bên quận 8. Là bên quận 8 á là bị 3 ngày thôi. 3 ngày 4 ngày bị sét. Lên nó sốt mới thành nữa. Rồi mới đó em mới chở qua Chợ Rẫy. Dạ. Chợ Rẫy mới mổ một lần nữa. Dạ. Rồi lúc đó thời điểm đó là chỉ có anh và chị thôi. Có anh và chị. Và bên phía nhà chồng chị thì là có chu cấp tài chính hay là gì không? Dạ có chu cấp tài chính. À, dạ. Em nghe nói là chị sau cái sự việc bị tai nạn đó là tài chính của chị chi ra, tức là cái viện phí dành cho chị là nó hết khoảng 200-300 triệu gì đó, có phải không? Chị có thể nói chính xác được không? Hoặc là áng áng? Cái phương án á, là hầu như là trên bệnh viện Chợ Rẫy á, nếu mà theo em đón phỏng á, dạ. Là tại vì em có bảo hiểm, dạ. Dạ, em có bảo hiểm hết trơn à, dạ. Dạ, là chi phí là khoảng là ngoài giếm chưa được 200 thôi, dạ. Dạ, đấy là trừ bảo hiểm đi rồi, dạ. Nếu mà không có bảo hiểm thì khả năng hơi nhiều đó chị ông. Nếu mà khoảng cái mà chi tiêu tất cả đồ bà gồm lại luôn á. Họ bệnh quản bây giờ á. Dạ. Nếu em đoán phỏng vậy thôi nha. Chị đoán phỏng vậy thôi. Dạ. Nhưng em nghe nói là như vậy. Từ viện phí thôi. Ừ. Từ viện phí ra hết rồi nha. Dạ. Cái đó là em đoán phỏng thôi, nếu mà nói về cộng lại hết là chưa tới. Tại vì mỗi lần đi ra bệnh viện là khoảng là nó cộng tiền chi tiêu, được tiền xe, tiền cộ, cộng tất cả đồ hết luôn á. Rồi dân hết luôn nha. Dạ. Dạ. Em có nghe nói bên phía gia đình, bên phía ba mẹ chồng chị nói là hết khoảng 300 triệu. Dạ. Sau khi trừ viện phí. Thì ở đây thì cũng muốn xác minh trò chuyện với chị. Câu chuyện này không phải để tụi em phân vua đúng sai, chúng em không có quyền. Và cái này là cộng đồng khán giả cũng đang quan tâm, thì cũng hy vọng là mọi người sẽ chia sẻ để cho mọi người đánh giá. Mỗi lần em nói ra là đều là xuất phát từ thật 100%. Dạ. Dạ, anh cứ hỏi. Chị có nói rằng là chị cảm thấy giống như là bị ghẻ lạnh từ phía gia đình nhà chồng sau khi mà chị bị tai nạn. Câu chuyện đấy thì chị chia sẻ như thế nào? Thực ra thì em không thể bắt đầu từ đâu được cả. Dạ. Quan trọng là ở chị. Lúc đó em mổ lần 3. Dạ. Mổ lần 3 là mới chuẩn bị là em qua bên. Tại vì lần 2 á thì qua bên quận 8 á thì nói em là sẽ có cơ hội phục hồi. Dạ. Dạ, sẽ có cơ hội phục hồi, nhưng mà trong 3 ngày đó em bị sốt co giật quá nên em phải qua một lần nữa thì em phẫu thuật. Thì lúc đó là em chuẩn bị phẫu thuật xong là em đi qua bên 8 để điều trị. Thì bà mẹ chồng em lúc đó chắc theo đầu được tài chính, tại vì lúc thời điểm đó em không có tài chính. Thì bà có tự gọi lên như nè, bà nói là đi bà về. Chị bình tĩnh nói rõ đoạn này. Đi về tỉnh đi, có đầy đủ tiền nghi để cho con tập hết trơn à.
đầy đủ hết trơn à. Con về đi là lúc này điện là khuyên em lắm, khuyên em là kêu em về á. Mẹ chồng, mẹ chồng chính xác là mẹ chồng chị ba gọi điện chồng cho chị em điện. À ba chồng dạ. Lúc đó thời điểm là ba chồng em điện, ba chồng gọi điện và cầm điện thoại nói chuyện em luôn, là khuyên em là kêu về tỉnh đi. Rồi lúc là thời điểm đó là em hy vọng là qua buôn phường khác, chị hy vọng là sẽ qua được quận 8 để có thể phục hồi đôi chân của mình. Dạ. Nhưng cái tác động từ phía cha chồng khiến cho chị thay đổi. Em nói ba nói vậy thì mình nghe vậy, hai ba nói vậy thì mình nghe vậy, thì em đi về. Em đi về trong thời gian đó, ở bệnh viện tỉnh đó, thì không có làm cho em rồi. Chỉ sáng đó, thì hai vết thương đó em bị lép. Hai lép là nói chung là nó lủng lỗ đã ăn vô vết thương rồi, mà nó cứ em bị sốt hoài à. Tức là vết thương lúc đấy là đã ăn sâu vào đùi chị rồi. Nhưng mà ở ngoài nó có tí xíu vậy thôi. Dạ, nhưng mà bên trong thì nó đã giống như là bị hoại tử hay gì đó phải không? Dạ, thì cứ rửa. Chứ lại thời điểm đó là không biết, nếu mà ở quận 8 á, là có thể xử lý được rồi. Nhưng mà ở quận viện bệnh viện tỉnh á, thì lúc đó thời điểm đó đâu có ai biết nuôi bệnh này. Tức là cái thực ra thì ở cái thời điểm đó có thể nói là cái đội ngũ bác sĩ hoặc là những cái phương tiện thì ở bệnh viện tỉnh nó không thể đầy đủ giống như cái bệnh viện cấp trung ương. Chỉ sáng rồi rửa xong rồi cứ tập dài động tác, co lên co xuống, co lên co xuống. Khi cha chồng chị điện cho chị tác động như vậy, tại sao chị không nói với cha chồng, hay là chị có nói gì với cha chồng để thay hy vọng là bên phía cha chồng thay đổi cái quyết định khuyên chị không? Đó, em cũng có suy nghĩ của chị em. Ngắt lời Nhiên nhé, chị trả lời câu này cho Tâm và tất cả các anh em. Nếu như mà bản thân em Nhiên thì còn nước là sẽ phải còn tát. Nếu như mà em nghĩ rằng là ở bệnh viện này có thể điều trị được cho mình được đôi chân nó lành, thì chị nghĩ một điều rằng em Nhiên sẽ phải lựa chọn. Em cũng sẽ lựa chọn, đúng không? Nhưng bất kể một ai cũng sẽ lựa chọn. Nhưng ở đây cái điều quan trọng đó là gì? Tài chính. Em Nhiên phải hoàn toàn phụ thuộc vấn đề tài chính, đúng chưa nào? Thì gia đình của cô chú chắc nghĩ rằng là đã chi trả một cái khoản tiền cũng khoảng 300 như cô chú nói lúc ban đầu em nói, đúng không? Đấy. Thì cô chú nghĩ rằng là nếu như còn điều trị ở trên đấy thì cái khoản tiền nó sẽ nhân nữa, đúng không? Rất là cảm xúc. Thế thì nói như thế này, vì bản thân em Nhiên lúc đó tiền không có, lực bất tòng tâm. Còn thật ra nếu như một người mà bị tai nạn nặng như em Nhiên này thì không phải là 300 đâu, mà nó còn nhiều trăm cơ. Chị Nhiên có thể kìm nén lại cảm xúc cho em hỏi là cái cú tai nạn đấy nó dẫn đến chị là các bác sĩ bệnh án kết luận là bệnh của chị là như thế nào? Em bị giật tủy, lách tủy luôn. Vậy là cũng giống với trên gia đình chồng chị nói là dập tủy. Đã. Cái này thì cũng phải nói thật với mọi người, nếu mà để mà chữa trị, để mà lấy thì cái số tiền nó khá là lớn. Nó khá là lớn đấy. Em ngắt lời một chị một lần nữa là trong cái câu chuyện của chị diễn ra cái lúc mà chị ở bên quận 8, chị có nói cho chồng chị và chồng chị có tác động gì với chị hay không? Và hai vợ chồng chị là người đó ấp tay gối. Vậy cái câu chuyện đó chị nói như thế nào và chồng chị nói ra làm sao? Đây mới là cái điều mấu chốt. Hầu như là mỗi lời nói của em nói ra đều anh phải nói là do ba mẹ anh phải trả lời. Anh không có trả lời được. Ý chị là chồng chị không có quyền quyết định trong cái câu chuyện cuộc sống gia đình chị. Nhưng mà em lại nghe nói rằng là cha mẹ chồng chị nói rằng là chị là người điều khiển được chồng, bảo ban chồng được. Em cũng thức màn hình thì tất nhiên là anh và mẹ cũng nếu mà xong là anh của mẹ cũng coi. Nhưng mà ba mẹ ơi, con trong khi vợ chồng con sống 8 năm đều là một lời nói cũng phải phụ thuộc vào mẹ. Còn chưa con chưa bao giờ đặt cái vụ là em không phải là một người vợ mà kiểu như là phải xui khiến chồng. Em không có đồng thanh đồng thủ, đồng lòng, đồng vợ, đồng chồng. Chứ còn như mà một lời nói quyết định trong gia đình đều chồng phải phụ thuộc qua mẹ mới được, chứ không được là qua em. Còn như vợ chồng, chuyện vợ chồng bình thường á,
thì mới phụ thuộc qua thôi. Còn như những cái chuyện gì là đều phải phụ thuộc vào mẹ. Nói chung là cứ liên quan đến vấn đề tài chính là sẽ đó. Sẽ đấy, và trong cái gia đình mà đối nội đối ngoại thì tất cả là em Nhiên là phải và vợ và chồng cùng phải là phụ thuộc vào nhà nội, đúng không? Yeah. Trước khi chị bị xảy ra tai nạn thì cuộc sống vợ chồng của chị, em nghe nói anh chồng chị tên là Bằng, vợ chồng chị có mâu thuẫn hay là có cái gì cuộc sống không êm đẹp không? Yeah, không, không em, có gì em đánh là ví dụ như mà em biết đánh và thuận theo kiểu như mình muốn gia đình im ấm, dạ, thì mình thuận theo chứ mình không được cãi theo. Là ví dụ những chuyện mâu thuẫn trong gia đình, chén sành làm gì khỏi bị thua, dạ. Nhưng mà sau khi thua thì em là người kiểu như là lại làm im ấm cho gia đình, cho nó dọn dẹp và vui vẻ. Em nghe nói là cha mẹ chồng chị cũng chỉ có chồng chị là con trai duy nhất, và không tất cả là đều là chỉ có anh ấy thôi, không có một người khác, đúng không? Dạ. Câu hỏi này để xác nhận với quý vị, các cô chú, anh chị và khán giả. Thực ra thì những dòng cảm xúc thì ở đây chúng tôi ai cũng có cả. Nhưng đây là một cái điều mà cũng mong mọi người là chúng tôi không phán xét gì ở đây cả. Bọn em không có quyền phán xét. Chỉ hy vọng là cô chú, anh chị và các bạn nhìn vào những cái câu chuyện để đánh giá, đưa ra cái quan điểm riêng của mỗi người, không chỉ trích, không xúc phạm, không nhục mạ ai ở đây cả. Bản thân chị Nhiên bị như ngày hôm nay, đó là một điều rất đau đớn đối với chị ấy rồi. Nó không thể thay đổi được trong một sớm một chiều, mà có thể là cũng sẽ không bao giờ thay đổi được. Tuy nhiên rằng ở đó thì cũng hy vọng là mọi người sẽ cảm thông cho những cái hoàn cảnh giống như Nhiên và Giao. Vậy thì chị Hồng có cái chia sẻ gì đối với Nhiên và câu hỏi như thế nào thì chị nói đi. Chị thì chị